5 lợi ích khi ngủ sớm mà bạn cần biết. Nhiều nghiên cứu chứng minh những người ngủ ngon, ngủ sớm sẽ hạnh phúc và khỏe mạnh hơn so với những người ngủ không ngon hoặc ngủ muộn. Theo Hiệp hội Giấc ngủ Anh Sleep Council, thời gian ngủ tốt nhất là từ 22 đến 23 giờ bởi đây là lúc cơ thể bắt đầu hạ nhiệt độ. Hóc môn cortisol, hóc gây stress hàng đầu cũng có xu hướng giảm mạnh, giúp bạn dễ dàng chìm vào giấc ngủ ngon. Vậy ngủ sớm có tác dụng gì? Dưới đây là 5 lợi ích bất ngờ từ việc ngủ sớm mà bạn tuyệt đối không thể bỏ qua. 1. Giảm nguy cơ béo phì. Người càng ngủ muộn, càng dễ béo phì, thừa cân, bởi thức khuya khiến cơ thể bị kích thích, sản xuất hóc môn gây cảm giác thèm ăn. Và ăn khuya là thủ phạm hàng đầu, khiến cân nặng của bạn tăng lên một cách đáng kể. Hơn nữa, ngủ sớm có tác dụng lớn trong việc tiêu hóa thức ăn và chuyển hóa năng lượng, hạn chế sự tích tụ của chất béo, mỡ thừa. Chính cơ chế này góp phần không nhỏ trong việc duy trì vóc dáng hoàn hảo hơn. 2. Giảm nguy cơ mắc nhiều bệnh lý nguy hiểm. Khi bạn ngủ say là lúc các cơ quan trong cơ thể bắt đầu vận hành tối đa công suất để đào thải và làm sạch các chất cặn bã, dư thừa ra ngoài. 21. 23 giờ là khoảng thời gian tốt nhất giúp phục hồi năng lượng hiệu quả. Vì vậy, ngủ sớm có tác dụng tuyệt vời trong hỗ trợ để lùi các mầm mống nguy cơ gây bệnh nguy hiểm cho sức khỏe. Theo số liệu thống kê, người ngủ sau không giờ có nguy cơ cao mắc các bệnh về sơ cứng động mạch, đột quỵ, nhẹ hơn là cảm cúm, cảm lạnh, bệnh về đường hô hấp. Ngủ sớm còn được chứng minh là màng trắng, giúp bảo vệ cơ thể tránh được các bệnh về huyết áp, tim mạch, gây đau đầu, hoa mắt, chóng mặt, mệt mỏi, tim đập nhanh. 3. Giảm căng thẳng, stress. Khi thiếu ngủ hay ngủ muộn, quá trình sản xuất hóc môn serotonin Hóc môn có vai trò điều tiết cảm xúc bị gián đoạn, khiến bạn khó kiểm soát cảm xúc, dễ bực bội, buồn bã, lo âu, lâu dần có thể bị trầm cảm. Vậy nên người có thói quen ngủ muộn, ngủ không đủ giấc có nguy cơ mắc bệnh trầm cảm cao hơn so với người ngủ sớm và đủ giấc. Để có một giấc ngủ ngon và đúng giờ, bạn nên uống một ly sữa ấm và đi vệ sinh trước khi đi ngủ, không nên sử dụng các thiết bị điện tử trước khi đi ngủ, không nên ăn trước khi đi ngủ ít nhất 2 tiếng. 4. Ngăn lão hóa hiệu quả Theo kết quả nghiên cứu từ nhà khoa học người Thụy Điển, ngủ sớm giúp bạn trẻ và hạn chế nếp nhăn, ngăn ngừa lão hóa. Các tế bào chết, và cỗi trên da sẽ được bài trừ, và thay thế bởi những tế bào tươi mới và tràn đầy sức sống hơn. Ngủ sớm cũng giúp loại bỏ nếp nhăn và đem đến tinh thần sảng khoái cho bạn, từ đó chống lại quá trình lão hóa một cách tối ưu nhất. 5. Tràn đầy năng lượng vào buổi sáng nếu thức quá khuya thì cho dù dậy muộn vào sáng hôm sau, bạn cũng không thể tỉnh táo và tràn đầy năng lượng như khi ngủ sớm và dậy sớm bởi khoảng thời gian ngủ ban đêm, rất quan trọng cho việc tái tạo và sửa chữa cơ thể. Hơn nữa, thói quen làm việc hoặc thức đêm có thể dẫn đến chứng mất ngủ. Và khi đã bị khó ngủ thì bạn cũng sẽ khó có được giấc ngủ sâu. Video chúng tôi đến đây là kết thúc. Cảm ơn tất cả các bạn đã quan tâm và theo dõi video. Nếu thấy video hay và bổ ích, đừng quên cho kênh xin một like một xe và một đăng ký kênh đừng quên bật chuông để theo dõi những video nhanh nhất cảm ơn tất cả các bạn